À, cái này á là cây cơ lá, cây số 17, 450 ngàn. Đó. Rồi mình xin tiếp cái này luôn. Cái này là nút an toàn ha, đẩy lên nó mới bóp cò được nha các bạn. Có điều tốc độ đầy đủ ha. Rồi cây số 17 450 ngàn ha. Đây là cái chế độ mình lấy cái này có cái nút bấm để mình tháo cái lưỡi cưa ra nha. Đó. Bấm vô ha, để xuống. Đó là lấy ra. Đó, khi mình lắp vô nó có cái ô hình chữ nhật nha các bạn. Đó, lắp vô đúng cái mình bỏ vô coi đúng cái ô hình chữ nhật để lên là xong ha. Rồi, ok. Cây số 17 450 ngàn. Rồi cây số 18. Rồi. Tiếp theo là cái thông số Makita. Cái này là của khách hàng trả ha. Hồi nãy mình có giới thiệu rồi. Bây giờ mình test lấy luôn. Cái này là thông số nha. 650 ngàn ha. Rồi, cái này là Makita ha, tem mạc đầy đủ nha các bạn. Điện 100V, 480W. Đó, 50-60 hạt. Rồi, cây thông số 650 ngàn. Vâng. Thông số 650 ngàn. Rồi, tiếp theo cây số 18. Cây số 18 thì nó là cũng là Makita. Đó, cái này nó có lỗi chút ha. Cái cò nó bị bể chút với lại chỗ này ha. Đó, ngoài ra là không có cái gì hết. Đó, máy rồi chạy đàng hoàng. Cây này nó có phanh luôn. Đó, có phanh luôn nha các bạn. Rồi cái này mình bán 600. Nó có lỗi chút bán 600. Tiếp theo cây số 19 là cây Hitachi nha. Cây này còn khá đẹp nha các bạn. Đó, lưỡi đồ không có mẹ. Cây này là điện 100V. À, lưỡi 82 nha các bạn. Cái này là 480W luôn. Hai cây giống nhau nha. Một con màu cam. Một con màu cam, một con màu xanh lá ha. 600 ngàn nha các bạn. Bốn trăm sáu chục quát. Rồi, đó, đại hình đó nha. Rồi, cái số 19. 600 ngàn. Và cái số 20 cùng giá 600 ngàn. Đó, dây cula còn mới luôn. Đó, lưỡi không mẹ. Đó. Anh đi đâu anh? Rồi cây số 20 600 ngàn. Tiếp theo cây số 23. 23 là một con máy mài hai đá Toshiba. Đó. Toshiba. Cái này là điện 100V, 150 đá 150 nha các bạn.
150 W. 150 W ha. Cái này là nó bị lỗi, là nó bị bể cái chân nha, chân đế nha. Nhưng mà mình gắn cái miếng gỗ vô. Đó, máy chạy rất là êm luôn. Toshiba 150 W. Cây số 23, 450.000 ha. Đó. Máy chạy rất là êm. Không nghe tiếng luôn nha các bạn. Đó, nó là bể cái chân nha. Và không có nắp bảo hiểm. Rồi. Máy chạy ra ok. Cây số 23 450.000. Tiếp theo cây số 24. 24. Cái này là cái này thì nó không có cự ha. Cái này nó hơi xấu chút ha, nó cũ. Đồng giá luôn cây số 24. Đó, nó thiếu cái cự ha. Đó, đá thì còn ha. Là 450.000 luôn. 120 W nha các bạn. Rồi test máy luôn. Đó, máy chạy rất là êm luôn nha các bạn. Rồi cây số 24, 450.000 ha. Rồi tiếp theo là cây số 25. Cây số 25 là cái hiệu của nó là Jason ha. Jason. Cái này là cự đồ đầy đủ ha. Cái này là điện 100 V nè. AC 100 V. 50-60 Hz. 180 W. 180 W nha các bạn. Cái này là hàng Đài Loan xuất Nhật ha. Đài Loan xuất Nhật. Rồi, test máy cho các bạn coi ha. À, để coi các bạn coi ngoại hình ok nha. Đó, nắp đồ đầy đủ ha. Cái này 180 W nha các bạn. Đúng rồi, 180 W. Rồi test máy. Máy chạy rất là êm ha. Nghe tiếng gió luôn mà chạy. Rồi cái này là 800.000. Rồi cái này là cây số 22 á. 22 là cái này là của Nhật à. Apollo. Apollo, cây này còn khá mới nha các bạn. Đó, mới lên keng luôn ha. Mới, cây này mới lên keng luôn. Cây này bao nhiêu watt ta, có thấy được không? Thấy được không? Thấy được. Nó là hình như là 180 W thấy gì. Đây, cây số 22 á. Cây này nó thiếu cái cự bên này thôi. Còn bên này thì đầy đủ. Rồi, cây này là 850 ha. Cái máy. Máy chạy rất là êm luôn.
Đấy, chạy rất êm ha. Rồi, cây số 22, 850. Đây, còn con số 26. 26 cũng giống với cây số 24 đó. Là điện 100V, 1.3A. Đó, 1.3A tới 120W. Cái này là hàng của Nhật nha các bạn. Đó, hàng của Nhật chính hiệu luôn nha. Con này nó hơi mới chút, có cự đầy đủ, bán 500, con kia 450 ha. Rồi, test máy. Máy chạy êm ru luôn nha các bạn. Rồi, đây, tiếp theo có một con cưa xích Makita. Cây này là điện 100V, là 1120W. 1120W ha. Cái này là sao mà ngồi lúc xưa mày đã cầm cái gì đó mà. 1120W điện 100V ha. Mã số của nó là 5011 ha. Rồi, mình xin test máy luôn. Cái này là coi như mình cũng đánh mấy kỳ rồi nha các bạn. Test máy ha. Rồi, cây số 21 700.000, cây cưa xích Makita. Lưỡi 3 tấc nha. Đó, các bạn thấy không? Nãy giờ nó còn chạy nè. Đó. Rồi, ok. Mình sẽ nói rõ các mặt hàng này là mặt hàng ở bãi, mặt hàng cũ đã xài rồi. Mình không bảo hành và không bao phí ship nha các bạn. Các bạn nghe cho rõ ha. Không bảo hành và không bao phí ship. Đó, bị cái này mặt hàng cũ, có nhiều cái là coi như là mua về nó cũ chứ mua về xài là cả năm trời không có gì hết. Có nhiều cái thấy nó mới chứ mua về xài dài 3 ngày hay 1 tháng là nó trục trặc. Đó, cái đó mình không dám nói. Đó, bởi vậy cái mặt hàng cũ là nó vậy, đã qua sử dụng ha, là coi như mình không có bảo hành. Đó, các bạn coi kỹ mặt hàng ha. Đặt hàng mấy cái máy mài hai đá là các bạn là nên chuyển khoản cho mình ha. Đó, tại vì phí ship nó cao lắm, nó nặng mà. Đó, rồi cái clip của mình bữa nay tới đây là hết rồi. Mình chúc cho tất cả các bạn là một ngày cuối tuần vui vẻ và hạnh phúc. Đó, rồi xin chào tất cả các bạn.